người thân bệnh nhân 35 trốn khỏi khu cách ly. Chưa hết 14 ngày, nhưng chồng và người thân nữ nhân viên điện máy nhiễm Covid đã trốn khỏi khu cách ly để về nhà. Sáng 20 tháng 3, ông Đặng Văn Khánh, Chủ tịch phường Bình Thuận, quận Hải Châu cho biết, nhóm 5 người nhà của bệnh nhân 35 trốn khỏi khu cách ly trung tâm y tế quận Hải Châu và về nhà trưa ngày 19 tháng 3. Họ nhận thức chưa đầy đủ về việc phải cách ly đủ 14 ngày, thấy ở đã lâu, từ ngày 10 tháng 3 nên tự ý bỏ về, ông Khánh nói. Trung tâm y tế quận Hải Châu đã gọi điện báo ngay cho Ủy ban Nhân dân phường Bình Thuận. Chúng tôi đã tới vận động và có xe cấp cứu đưa họ lên lại khu cách ly, cách nhà họ khoảng 3 km. Chính quyền cho biết, từ khi cả gia đình nữ nhân viên điện máy đi cách ly, căn nhà trong ngõ trên đường Hoàng Diệu được khử trùng, khóa trái cửa. Những hộ dân sống xung quanh đã được sàng lọc để có biện pháp cách ly phù hợp. Bệnh nhân 35 lây nhiễm Covid-19 từ hai vị khách người Anh, bệnh nhân 22 và bệnh nhân 23 ghé siêu thị điện máy xanh ở số 7 đường Nguyễn Văn Linh để mua sim điện thoại. Quá trình nói chuyện, nữ nhân viên đã kéo khẩu trang xuống. Ngành y tế thành phố đã phân loại, xác định có hơn 100 người tiếp xúc gần với nữ nhân viên điện máy. May mắn thay, các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, nhưng theo quy định F1 phải cách ly, theo dõi đủ 14 ngày. Việt Nam ghi nhận 85 người nhiễm, 17 người đã được chữa khỏi. Hiện Hà Nội là nơi nhiều bệnh nhân nhất, 24 người. Tiếp đó là thành phố Hồ Chí Minh với 14 người, Bình Thuận 9 người và Đà Nẵng 4 người. Bản tin đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Mới Online để cập nhật những thông tin chính thức từ Bộ Y tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!